Lúc ở ngoài thì anh em cũng có nghe một số người đi trước đồn là khi vào 3 tháng thương binh thì chúng ta phải mang theo băng vệ sinh đúng không anh em? Mà lúc đó mình chưa đi lính thì mình cũng chả hiểu là mang theo băng vệ sinh để làm gì cả. Không biết mang theo băng vệ sinh để có tác dụng gì và chúng ta làm vào việc gì nữa. Thì sau khi mình trải nghiệm môi trường quân ngũ xong thì mình mới ngộ ra được đó là những người lính mà khi nhập ngũ mang theo băng vệ sinh là để lót vào cái đôi giày của mình sao cho nó êm cái chân á, để đi hành quân không có bị phồng rồi cái chân của mình nha anh em. Nhưng mà có một điều đó là trong 3 tháng thương binh á, thì chúng ta chưa có hành quân, chúng ta chỉ đi bộ ra thao trường thôi. Còn nếu mà hành quân thật sự thì chúng ta phải trải qua cuộc hành quân tầm vài trăm cây số lận anh em. Còn trong 3 tháng thương binh thì chúng ta vẫn chưa hành quân đâu, cũng chỉ là đi bộ ra thao trường thôi, đi bộ ra thao trường để học xong rồi chúng ta lại trở về đơn vị. Nhưng mà có một cái điều bất tiện trong việc sử dụng băng vệ sinh đó là băng vệ sinh chỉ sử dụng được một lần thôi, và sau khi chúng ta để vào trong cái giày của chúng ta đi một lần á, thì nó sẽ hư và nó bị có thể là bị nhầu nát hoặc là nó bị vón cục lại anh em, và anh em đi có thể là nó sẽ bị cộm rất là bất tiện. Thay vì sử dụng băng vệ sinh thì anh em có thể là sử dụng một cái lớp lót giày cũng được, một lớp lót giày cao su, vì cái lớp lót giày cao su đó thì anh em được sử dụng rất là lâu dài, nó không bị hư hay là nó bị nhầu nát và sử dụng rất là lâu nha. Còn đối với băng vệ sinh đó thì anh em kiểu như là anh em sử dụng một lần thôi, ví dụ một ngày mà sử dụng một cái thì nó khá là tốn kém và kiểu như nó không được tối ưu. Với lại khi vào 3 tháng thương binh thì mình thấy cũng không có ai sử dụng băng vệ sinh đâu anh em. Chủ yếu là người ta mua một cái lớp lót giày êm bằng cao su, người ta bỏ vào đôi giày của mình để đi đứng tập luyện chạy nhảy cho nó êm thôi, chứ đâu có ai mà có nhiều thời gian đâu mà mỗi ngày cứ sử dụng một cái băng vệ sinh để bỏ vào đôi giày của mình cả. Đấy, vì thế trong 3 tháng thương binh của mình cũng ít thấy ai mà sử dụng băng vệ sinh lắm. Nên khi đi lính các bạn nghe người ta đồn là trong 3 tháng của mình mang theo băng vệ sinh á, thì cũng không có xài nhiều đâu anh em. Và mình đã xem qua hết rồi, ít người sử dụng lắm và hầu hết là không có ai luôn á. Chỉ khi nào mà đi hành quân xa, những chặng đường xa thì ai thích sử dụng băng vệ sinh hay là thích sử dụng lót giày thì sử dụng thôi. Còn mình khuyên các bạn là khi vào 3 tháng thương binh binh thì các bạn nên mua một lớp lót giày làm bằng cao su là đi đứng chạy nhảy nó ok rồi, không cần phải mang băng vệ sinh theo mà nó bất tiện đâu nha anh em. Và anh em lưu ý là đa phần trong 3 tháng thương binh chúng ta chỉ đi bộ ra thao trường học xong rồi chúng ta về thôi, còn nội dung hành quân là thời gian sau 3 tháng thương binh á, thì chúng ta mới được trải nghiệm nha. Còn những nội dung mà trong 3 tháng thương binh chúng ta học nhiều nhất đó là điều lệnh đội ngũ nè, bắn súng nè, ném lựu đạn nè, thuốc nổ nè, học chính trị nè. Chứ trong 3 tháng thương binh là nội dung mà hành quân đường dài á, là chúng ta chưa có học đến. Chỉ khi nào kết thúc 3 tháng thương binh thì chúng ta mới học cái nội dung hành quân thôi nha anh em. Và trong 3 tháng thương binh thì chưa sử dụng đến nội dung hành quân thì chúng ta cũng đâu có cần phải mang theo băng vệ sinh để làm gì. Vậy nên theo mình khi vào 3 tháng thương binh các bạn mua một cái lớp lót giày bằng cao su nó êm một xíu thì nó sẽ hợp lý hơn cái việc sử dụng băng vệ sinh rất nhiều nha anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe và có một mùa khám tuyển thật nhiều thành công nha.